Ủa chị bán dừa sao vậy chị? Dừa hả? Cái nhỏ nhiêu? Trái nào 10.000? Đâu? 10.000 nào? 10.000 cái này. Rồi cái nào nữa? Đó chỉ có cái quá bọn nó quầy đó thôi. Rồi cái quầy nào nhiêu tiền nữa chị em? Cái này 12, 13, 13 ngàn, cái nhỏ này 12 ngàn. Yeah. Nó mắc hơn dừa ta mình. Dừa ta trái bự bự vậy chứ nhiều khi cái gáo nó xíu à. Tải gì nè? Hai trái 15 là ngàn mà dừa nó dạt, cái trái nó nhéo mà. Dạ. Đó rồi dừa dạt. Dừa dạt có xíu nước à. Chứ mà mua 15 ngàn mình đổ ra thì mình mua trái 12 ngàn nó còn nhiều nước hơn hai trái đó. Dạ. Dạ. Vậy ha. Vậy ta mới biết á. Còn mà nói chung là hai trái 15 là chỉ có mấy thằng xe đẩy nó đi thôi. À. Còn người ta ngồi tại chỗ không ai mua chơi đó. Mua lấy nước ra mà. Ít quá người ta đâu có lấy mấy. Cái này chị có để đá không? Không, để đá không gì. Để trong trái nhưng mà ngày hôm chẳng lắm. Trong trái thì mai chị để nguyên trái. Có trái giả cầu. Giả cầu luôn không? Rồi chị chặt em trái này coi. Ngọt không? Ngọt. Chặt em ha. Ta lấy 6 trái đó hả? Ngon quá. Ở đây là đi dừa này không ạ? À, không đi dừa kia ha. Tại em cũng chạy ở ngoài đó em cũng thấy để xe tải tải gì đó, hoài hoài gì á. Thì lấy em trái ha. Dạ. Trái nào cũng được phải không? Ừ, trái đó đây. Nè 13.000. Ngọt để uống nguyên trái. Uống dừa quý vị. Ừ. Uống dừa quý vị ơi. Ngọt quá. Ngọt quá. Dừa này đã đi dừa đây mà mấy dừa kia nó nặng mà nó chua lè à. Nó ngon. Dừa này ngọt chứ à. Ngọt quá cái gì vậy? Ngọt ngay luôn. Thử ăn lấy vậy vậy ok. Ủa một trái nó no luôn rồi. Ê, cái này chị có cạo ra làm mứt không? Có, vậy. Vậy hả? Chưa bán dừa mà được cái cạo ra làm mứt nữa đã luôn á. Ừ, uống cho chưa hết nữa. Uống hết trơn luôn quý vị ơi. Ngọt quá. Ngọt như gì luôn á. Uống đã luôn á. Ngọt liệm luôn quý vị ơi. Dừa này thì nấu gì nữa rồi. Ờ, ngọt quá. Bây giờ luôn à, chả có luôn hả vậy? Ngọt quá chứ gì. Ta mua quá chừng luôn nè. Số 2 mà biến giống số 1 quá à. Dễ hả? Bởi gì? Huh?
Trời ơi, đâu rồi, đâu. Một cam này quý vị 3kg 25 ngàn nè. Đâu bọc đâu, bọc đâu. Hả? Bọc đi. 3kg 25 ngàn hả, lấy 6kg đi. Gỏi ăn. Gì? Gỏi ăn. Hả? Gỏi ăn. Hỏi kiếm nha. Mười ngàn. Quá rẻ. Hỏi gì vậy? Hỏi nữ hoàng hay hỏi gì? Hỏi nữ hoàng. Có lựa không? Không, lấy trái màu xanh này nè, xanh xanh á. Đừng có lấy cái da đen phùi này nha. Rồi. Xanh là được phải không? Ừ. Lấy trái xanh mỗi nha. Hồi cam này ở đâu mang lên? Chợ ôm. Chợ ôm. Vĩnh Long. Cam ở dưới Vĩnh Long mang lên nè. Thả xe xe vậy nha. Có xe tải gì chở đi bán đã luôn. Bán ế lắm. Ế hả? Trời ơi. Tại mới bán, tại chưa biết đó. À. Người ta biết đến là mua không kịp luôn á. Chưa ở dưới Vĩnh Long đem lên á. Lấy ký rồi. Chưa. Hả? Ờ, 6kg đi, 3kg 25, 6kg 50 đó. À, mấy giờ chưa tới 4kg. Yeah. Bán xong rồi chạy về dưới hả? Hết, hết, hết hàng rồi chạy dưới lấy. Ờ, chị là họ còn vẫn ngủ ở lại ở đây. Ờ, tưởng đâu bán rồi chiều chạy về dưới chạy lên chứ. Ngày nào cũng bán ở đây hay là sao? Đó, phút chiều chiều chiếc rồi. Đó, chú quẹo đi qua. Cũng cái đường này là chút lên chiếc. Đó, 200 mét. Lấy 1 ký đi. Lấy cái nào ngon cái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.